Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của VidaShop. Hello, cảm ơn em đã quay trở lại với channel của VidaShop. Thì Apple mới ra sản phẩm điện thoại mới là iPhone 11 Max Pro. Thì như anh em thắc mắc là nghe nhạc trên iPhone 11 Max Pro này có hay hơn những dòng điện thoại cũ hay không? Thì sau đây mình sẽ làm một bài test về âm thanh khi nghe nhạc trên iPhone 11 Max Pro này và chiếc điện thoại 7 Plus, iPhone 7 Plus này. Xem thử cùng trên một dàn loa, cùng trên một dàn âm thanh, cùng một bài hát và cùng mức độ loa thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào nhé. Và đo như thế nào thì mình ở đây mình có phần mềm để đo cái âm thanh là RTA Audio Pro. Thì nên khi mở lên thì nó sẽ hiện ra giao diện như này. Ok. Thì nên anh sẽ đo được sự khác nhau giữa một cùng một bài hát trên hai chiếc dòng điện thoại Apple như thế nào nhé. Sau đây mình sẽ cùng với anh em. Okay. Mở bài giờ cái nào trước? Bảy thử đó trước ra. À, ok. Dàn máy này cũng có ở đây là con Man Laptop MT 3600. Cái giúp mặt loa Nesho giờ đợi gì cũng nhớ luôn á. Và đầu karaoke là Nvidia Q100. Không, cái này gắn vô trực tiếp mà đâu. À, gắn vô đó đâu có sai đâu. Okay, bây giờ mình sẽ mở bài cô thấm không về mắt volume luôn. Trong 27 clip. Mắt volume đâu, mắt volume. Đợi. Ok, rồi. Như thế nào nha. Ok. Vừa rồi mình đã test thử trên hai chiếc dòng điện thoại này một bài nhạc trẻ. Thì như anh em còn thắc mắc thì ví dụ như khi mà mở một bài nhạc bolero hay trữ tình thì sự khác biệt nó sẽ như thế nào, thì bây giờ mình sẽ mở thử một bài bolero nha. Bài Lại Nhớ Người Yêu Đi. Ok, giờ qua 7 Plus. Ok, đó là trên chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max. Bây giờ là cũng là ca khúc Lại Nhớ Người Yêu mở Max Volume trên chiếc iPhone 7 Plus nha. Thank you.
luôn. Ok. Ok, thì sau màn đỏ test âm thanh vừa rồi thì mình có cảm nhận chủ quan là iPhone 11 Pro Max của Apple có sự cải tiến về âm thanh là cho nhạc hay hơn, pop hơn. Khi mà test trên cái bản RTTA Audio Pro thì các bạn có thể thấy là cái tần số đo được về bass hay chest trên iPhone 11 Pro Max thì nó cao hơn. Chúng ta có thể nhận thấy là Apple đã có sự cải tiến và cập nhật tính năng mới, những chất lượng tốt hơn trên chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max của mình để cho các bạn nghe nhạc hay hơn. Có thể là qua video thì các bạn có thể không nghe chân thật nhất, nhưng mà khi mà nghe thực tế ngoài đời thì các bạn sẽ cảm nhận rõ rệt hơn về sự khác biệt này. Ok. Và màn so sánh, màn test thử về âm thanh giữa hai chiếc điện thoại đời mới nhất và điện thoại iPhone 7 Plus của Apple. Kết thúc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và cảm giác âm thanh đẹp đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.